hiệp cùng Thánh Mẫu Maria, mẹ bảo trợ gia đình chúng ta, với Thánh Tổ Phụ Đa Minh, với các anh chị Thánh trong gia đình giảng thuyết tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã đổ tràn ân sủng giảng thuyết và muôn ân phúc trên cha Thánh Đa Minh và không ngừng tuôn tràn đặc sủng, giảng thuyết trên tất cả anh chị em trong gia đình Đa Minh theo nhiều cách thức đa dạng, sinh động và kỳ diệu suốt dọc lịch sử hơn 8 thế kỷ của gia đình chúng ta. Nhờ lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa, anh chị em chúng ta đã được thông hiệp với Thánh Tổ Phụ Đa Minh, đồng bàn trong những bữa tiệc lời Chúa và sự sống nơi Thánh Thể Chúa Kitô, đồng bàn trong hành trình tìm kiếm và loan báo chân lý của tin mừng cứu độ và bình an, đồng bàn trong tình huynh đệ và nỗ lực dấn thân phục vụ tha nhân, để qua đời sống và sứ vụ giảng thuyết, anh chị em Đa Minh tiếp tục mời gọi và dẫn đưa nhiều người đến với bàn tiệc yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa trong gia đình giáo hội. Tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta hiệp nguyện cho anh chị em trong gia đình Đa Minh được tiếp tục thừa hưởng đặc sủng giảng thuyết và những di sản thiêng liêng mà của cha Thánh Đa Minh và các thế hệ tiền bối, để luôn hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của giáo hội, qua ơn gọi loan báo và làm chứng tá cho lời ân sủng cứu độ, để mong được cùng với tất cả anh chị em tha nhân đồng hành tiến về bàn tiệc sự sống vĩnh cửu và viên mãn nơi thiên quốc. Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Kính thưa quý cha và toàn thể anh em, hợp với toàn thể anh chị em trong gia đình Đa Minh Việt Nam, hôm nay chúng ta hân hoan dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh. Chúng ta bế mạc năm thánh và trong suốt 800 năm qua, nhờ lời truyền cầu của Thánh Phụ Đa Minh, biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho các tỉnh dòng trên toàn thế giới, các cộng đoàn, tu viện và từng người chúng ta những ơn lành. Và chúng ta được mời gọi dâng thánh lễ hôm nay không chỉ bế mạc năm thánh kết thúc rồi chúng ta không có nghĩ gì, nhưng mà chúng ta được mời gọi là những tu sĩ Đa Minh. Chúng ta tự hào vì có Thánh Tổ Phụ của chúng ta, cha Thánh Đa Minh, người trong suốt cuộc đời đã luôn hết lòng với Thiên Chúa, với giáo hội, với các linh hồn. Đây là mẫu gương tuyệt vời mà mỗi tu sĩ Đa Minh chúng ta cần phải noi gương, cần phải bắt chước trong đời sống hàng ngày, để chúng ta mỗi ngày chúng ta trở thành những người loan báo tin mừng như xưa cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh của chúng ta đã loan báo. Ước chi việc mừng bế mạc năm thánh hôm nay thúc đẩy và mời gọi chúng ta mỗi ngày mỗi hăng say hơn trong việc loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa cho một người. Và cũng trong bầu khí ngày hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và tạ ơn Thánh Martino chúng ta hiện diện trên mảnh đất thân thương tu viện này. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Phụ Đa Minh, Thánh Martino ban cho từng quý cha cố, quý cha, quý thầy và các nhân viên ở trong tu viện, đền thánh được nhiều
ơn lành hồn xác. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ và chúng ta cũng cầu nguyện ơn bình an cho tỉnh Dòng, cho cộng đoàn và cho mọi người nhờ chúng ta cầu nguyện. Với tất cả tâm tình và ý nguyện đó, giờ đây để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta hãy thành tâm xin lỗi Chúa tha thứ cho mình. Chúa cùng anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha và anh em, hôm nay gia đình tu viện chúng ta quy tụ để nghe thường huấn và đồng thời cũng cử hành thánh lễ tạ ơn kết thúc năm thánh 800 năm mừng sinh nhật trên trời của Thánh Phụ Đa Minh. Xin được mượn hình ảnh hai ngọn đồi trong bài đọc 1 và bài tin mừng để nói về ngọn đồi nơi cha Thánh Đa Minh hấp hối và từ giã anh em để về đồng bàn thiên quốc. Ngọn đồi mà con muốn nói đây là nó nằm ở thành Bonia, Italia. Vào ngày thứ Bảy, 16 tháng 6 năm 2016, Tổng hội các vị giám tình diễn ra tại Tu Viện, là nơi có mộ của cha Thánh Đa Minh. Thì trước ngày khai mạc có một cuộc rước, và con là một trong những người ở trong cuộc rước đó. Con được vinh dự là lạc vào đoàn hành hương của tất cả các anh em, chị em trong thời gian đào tạo hiến định trên khắp thế giới, gần 120 anh chị em, để tới đây cùng với các vị nghị huynh để tham dự ngày khai mạc Tổng hội Bologna, hay chúng ta gọi là Bologna. Cuộc rước đuốc này bắt đầu từ trên một đỉnh núi. Tại sao cuộc rước đuốc này lại bắt đầu trên đỉnh núi? Xin thưa, trên đỉnh núi đó là có một đan viện và bây giờ chỉ là tàn tích. Lúc cha Thánh Đa Minh ốm nặng thì ở đan viện này, trong cơn thập tử nhất sinh, các anh em đan sĩ tha thiết mời cha Thánh ở lại đan viện, nhưng cha Thánh năng nặc đòi về tu viện và muốn được chết dưới chân anh em và chôn dưới chân anh em. Và cuộc rước này
Nó nằm trên đỉnh đồi, mà nơi đó đan viện giờ là tàn tích. Từ nơi đỉnh đồi đó nhìn xuống thành phố Bologna huy hoàng tráng lệ. Và sự huy hoàng tráng lệ đó là nhờ công khó của biết bao vị tông đồ say mê loan báo tin mừng, làm cho dân chúng chủ phú, đất đai phì nhiêu, con người giàu có, thành phố trở nên vĩ đại. Nhưng cái đan viện đó là biểu tượng của thành phố, là nơi cổ kính đức tin đã được đâm chồi nảy lộc ở đó, bây giờ chỉ là tàn tích. Một đoàn người mặc áo trắng xen lẫn một số nữ tu có lúc màu đen đi rước đuốc vào lúc chập tối. Thành phố có ra lệnh là phải tắt bóng điện trên cái đoạn đường của đoàn rước đi qua. Nhưng mà những cái áo dòng trắng và những ngọn đến như lạc giữa một rừng cây hay là nơi hoang mạc không có người. Nơi đó trước đây đức tin Kitô giáo là niềm tự hào. Và nhiều người dân ở đó khi nhìn thấy bóng áo dòng trắng tha thiết ước mong để sờ vào, thì bây giờ những tu sĩ đa minh đi đó như là những người ngoài hành tinh hiện diện. Những ngọn đuốc của anh em đa minh cầm trên tay như không có một ý nghĩa gì giữa một thành phố về đêm rực bóng đèn. Người ta nhìn vào dòng rước đuốc như là những người khác lạ, thờ ơ bâng quơ. Trong hành trình rước đuốc này, con có nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về sứ vụ của những người môn đệ Chúa Kitô, suy nghĩ về sứ vụ rao giảng của người đa minh, và suy nghĩ về sứ vụ của bản thân mình. Sẽ đến lúc người ta sẽ thờ ơ với tôn giáo, và sẽ đến lúc người môn đệ của Chúa Kitô như lạc giữa sa mạc, đi giữa cô đơn và gào thét như là những tiếng kêu trong sa mạc. Đuốc chỉ sáng cho cái bước đường mình đi thôi, không chiếu sáng được xa. Và hôm sau là ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 6, khai mạc Tổng hội. Sau ngày hôm đó, trong ngày hôm đó, buổi chiều nơi nhà thờ Nguy Nga, nơi mộ Thánh Đa Minh là chiều thứ Bảy, thánh lễ vào Chúa Nhật chỉ lác đác được mấy người già tham dự. Và thành phố đó đi một đoạn đường khoảng chừng mấy chục mét hoặc là vài ba trăm mét là có một nhà thờ Nguy Nga đổ sộ. Những công trình đức tin của anh em, của cha Thanh Đa Minh, của anh em Đa Minh xây dựng đến đó bây giờ trở nên như là những dấu tích của quá khứ, nơi để người ta đến tham quan. Từ ngọn đồi này, từ mộ thánh này, con dâng lễ ở ngay mộ thánh cha Thánh Đa Minh bằng tiếng Việt, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Và dòng tư tưởng trong những năm vừa rồi vẫn cứ theo đuổi con. Và từ hai năm dịch bệnh này lại làm cho cái đầu óc luôn luôn nghĩ về sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô, của người Đa Minh trong một thế giới dửng dưng với tôn giáo. Xin có một cảm nghĩ trước hết về Thánh Đa Minh. Một cuộc đời 51 năm rất ngắn gọn, nhưng quả thật là đẹp thay bước chân sứ giả loan báo tin mừng
đi khắp các triền đồi, như bài đọc một ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết. Và bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah cũng cho biết là đồi núi Jerusalem hoang tàn, ở đó sẽ mọc lên niềm vui cứu độ. Từ Calaruega, nơi quê hương cha Thánh Đa Minh, băng qua sang Pháp, tới Roma, tới Bologna, bước chân cha Thánh Đa Minh đi quả thật là không ai nghĩ được. Thời chúng ta cũng không khó mà nghĩ được bước chân của Ngài gian khổ nhưng để lại cái đẹp cho đời, cho người và cho tất cả chúng ta. Ngài đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp và Ngài đã hoàn thành và đạt được vinh quang để bây giờ được đồng bàn trong nước trời. Từ cha Thánh Đa Minh, chúng ta suy nghĩ tiếp về sứ vụ của tu viện ở đây thôi, rồi mỗi người. Sáng nay chúng ta nghe chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của tu viện chúng ta. Cách đây 50 năm hoặc là xa hơn 60 năm, đây chỉ là một mảnh đất hoang mà bây giờ trở nên đẹp và phát triển như thế này. Đó là công lao của biết bao bước chân gian khổ. Và dòng người nghèo khổ đang ngày ngày đến đây. Một phần là công lao của anh em, nhưng phần khác lớn hơn, đó là công phúc mà Thiên Chúa đổ xuống qua sự bầu cử của Thánh Martino. Có thể nói hôm nay này, hay ở Việt Nam này, như là thời hoàng kim của đức tin công giáo. Nhưng mà 20 năm nữa, 30 năm nữa, 40 năm nữa hay là xa hơn nữa, như thế nào thì Chúa biết. Nhưng trong 2 năm dịch bệnh này, con vẫn luôn nghĩ về một điều trong tâm thế sẵn sàng. Đó là sẵn sàng để ra đi loan báo tin mừng nơi xác chết. Và con nghĩ cái điều này nhiều rồi. Tin mừng phục sinh được bắt đầu từ đâu? Xin thưa, tin mừng phục sinh được bắt đầu từ ngôi mộ trống. Thánh Maria Magdala sáng sớm ra và không thấy Chúa ở trong mộ, đi tìm gặp Chúa phục sinh, trở về loan báo cho các tông đồ. Và Thánh Maria Magdalena được gọi là tông đồ của các tông đồ. Và Thánh Nữ là một người rất gần gũi với dòng Đa Minh chúng ta. Trở lại với bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các tông đồ tới Galilee, tới ngọn núi ở đó, và Chúa sẽ gặp các tông đồ ở trên ngọn núi, và từ đó Chúa về trời. Nhưng mà trước đó chúng ta có biết là một ngọn núi là Chúa biến hình trên núi, các tông đồ thấy vinh quang, ba môn đệ thân tín thấy vinh quang của Chúa, Thánh Phêrô mới nói hay quá. Nhưng mà Chúa không để các ngài ở đó, mà Chúa đưa các ngài xuống để lên Jerusalem. Và từ ngọn núi Galilee này, Chúa đã truyền cho các tông đồ như là một mệnh lệnh cuối cùng, là Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Mai chúng ta nghe bài tin mừng này trong ngày lễ mừng Thánh Phụ Đa Minh, kết thúc năm thánh mừng 800 năm sinh nhật trên trời của Cha Thánh. Cha Thánh Đa Minh đúng là một ngọn đuốc chân lý, đúng là một con người của tin mừng, đúng như giấc mơ của bà mẹ Thánh Phụ mơ một con chó ngậm bó đuốc chạy đi khắp thế gian. Bó đuốc đó chiếu sáng nơi trần gian. Và bây giờ chúng ta lại đối diện với một thời đại mà bài đọc 2 Thánh Phaolô Tông Đồ cho người môn đệ mình biết, sẽ đến thời người ta không chịu nghe chân lý đâu, sẽ đến thời người ta chỉ tìm cách chạy theo những điều nhảm nhí thôi. Thì chúng ta sống trong thời đại này, nói về chân lý người ta như không muốn nghe. Cầm bó đuốc không ăn thua gì với đèn, những loại đèn sáng khác. Nhưng chúng ta được mời gọi ra đi và có Chúa đồng hành với chúng ta. Xin Thánh Phụ Đa Minh đồng hành với chúng ta trong bước đường rao giảng tin mừng, và xin Chúa Kitô phục sinh củng cố đức tin của chúng con, để chúng con trở nên một ngọn đuốc nhỏ giữa trần gian tối tăm này.